không có chọn sai sản phẩm đâu. Giống như kiểu hai mùi này là hai cái mùi mình không có tự tin đó. Nhưng mà riêng cái mùi này là nó quyết định là mình cảm thấy mình sẽ đánh ở cái thị trường nước hoa tại Việt Nam được, nên là mình mới quyết định mình làm nước hoa khi mình nhận được cái mẫu test cái mùi này. Cho nên là cái mùi này gặp rất là nhiều problem. Kiểu đã đáng lẽ là phải ra được sớm rồi, nhưng cuối cùng nó bị cái vụ mà nem logo như xong mà bắt đầu công kênh. Con thật tình nên con mới chịu nhiều thiệt thòi. Dạ con thật tình, con chịu nhiều thiệt thòi mà còn con toàn gặp mấy con lương nữa, cho mấy con lương nó dắt con đi xa dòng. Người ta chỉ biết cái lúc con phản ứng thôi, người ta không biết được cái lúc con bị dắt đi xa dòng. Làm sao mà tự nhiên một cái đứa hiền như con lại lên trên đây chửi như khùng như điên. Nó phải có nguyên nhân nên mọi người phải hiểu tại sao tự nhiên con này nó lên nó chửi. Là người nào nó phải làm cho nó kiểu như là người ta không biết là người ta